Chào mừng quý các bạn đến với kênh video của máy Cường Linh. Hôm nay chúng tôi xin đây là cái máy gieo hạt Vinafarm 989 này. Máy gieo có thể dùng gieo đậu, rồi ngô, lạc. Đấy, từ khoảng cách từ 13,5 đến 28 phân. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý các bạn thay đổi khoảng cách để sử dụng cho việc gieo hạt lạc. Thì hôm trước chúng tôi đã tiến hành hướng dẫn lắp máy gieo hạt ngô. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý các bạn lắp chức năng gieo hạt lạc cho máy. Đây thì máy thì lúc quý các bạn mua về thì nó sẽ nguyên tai điều kiện như thế này, đang còn cỏ hạt dây bảo vệ nữa này. Máy gieo hạt tự hào nông nghiệp Việt, máy gieo hạt Vinafarm 989. Đấy, bộ hộp của máy. Tôi sẽ tiến hành bóc máy thôi cho quý các bạn cùng xem. Đây này thì đi kèm theo máy thì gồm có đây là các tấm nhựa này để thay đổi khoảng cách này, có thể khoảng cách được từ 13,5 này, 18, 20, 22, 28 phân. Đấy, rất là nhiều khoảng cách có thể sử dụng để gieo lạc, ngô hoặc là đậu. Đây nó túi thế này nữa. Đấy, rất là nhiều tấm nhựa để thay thế. Cái này là cái bánh để di chuyển này, cũng như là để cân bằng và lấp lỗ này. Cái này là cái phần tay cầm của máy. Đây, tay cầm của máy tháo rời ra được như thế này. Đây là máy này, thì xung quanh máy được bảo vệ, có các tấm xốp bảo vệ để trong quá trình vận chuyển không bị hư hỏng này. Toàn bộ các sản phẩm các phụ kiện kèm theo máy. Thì riêng máy ở trường hợp cơ bản như thế này thì nó sẽ là 12 mỏ và khoảng cách của nó hiện tại đang là 13,5 phân, thì quý bạn có thể để sử dụng để gieo lạc được. Nhưng mà đây ở khách có vị khách ở có bát thì còn 18,5, thì tôi sẽ lắp cái chín, lắp cái trường hợp là chín khoảng cách là 9 cho các bạn. Thì đây các bạn để ý thì nó sẽ có một, chúng ta sẽ kiếm cái tấm nhựa có hình số 9 ở đây. Thế này là số 6 nhưng không phải ngược, chính xác của nó là số 9 như thế này. Đấy, có số 9 này, số 10 này. Cái này là số 6 này. Đây, đây là số 7 này. Đấy, thì chúng ta sẽ kiếm những tấm nhựa màu nhỏ, màu số 9 như thế này. Đây, chúng ta sẽ kiếm màu số 9. Đây là tấm số 8. Tấm số 9 của nó đây. Đấy, thì số 9 nó có 2, 4, 6, 8 cái như thế này. Có 8 cái như thế này. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn tháo lắp máy này. Thì các bạn để ý ở trên máy đây, thì nó được cố định với nhau. Các tấm này cố định với nhau bằng các con ốc và các khớp nối. Thì ở đây có hai con ốc màu đen đen, nó màu khác màu hơn này, thì quý bạn muốn mở thì chúng ta cần phải tháo hai con ốc đen này ra. Đây, dùng tô nước vít vặn hai con ốc này ra. Đấy,
rồi sau đấy tiến hành tháo ra đây. Đấy, quý vị chỉ cần dơ lên là được. Sau đấy tiến hành kéo theo chiều như thế này, ngược chiều kim đồng hồ nhá, bẻ ra này. Đấy, dơ từng mỏ ra một. Chúng ta sẽ tháo hết các mỏ và chỉ trừ một mỏ cuối cùng này thôi. Đây thì sau khi tháo hết tất cả này, chỉ trừ một cái mỏ giữ nó cố định ở đây, thì chúng ta sẽ lần lượt lắp cái những tấm này vào. Chúng ta cứ lắp tuần tự này, từng tấm một tấm khoảng cách này thì nó sẽ đi cùng với một mỏ này. Đấy, để nguyên lý của nó sẽ là để tăng chiều rộng cái khoảng cách giữa các mỏ lên. Thì đây quý bạn, lúc lắp thì chúng ta để ý này, ở trên cái tấm này nó có ký hiệu AB đây, thì trên cái tấm nhựa này nó cũng ký hiệu AB. Chúng ta phải lắp cho đúng hướng. Đấy, đây chúng ta cầm như thế này, chúng ta nghiêng cái mũi của nó xuống thế này. Đấy, và chúng ta kéo về hướng này thôi. Đấy, chúng ta lắp tuần tự theo hướng ngược lại như hướng lúc mở. Đây, một tấm khoảng cách này thì sau đấy chúng ta sẽ tiến hành lắp thêm một mỏ. Đấy, đẩy sát vào. Sau khi tiến hành lắp một mỏ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tuần tự thực hiện lắp miếng nhựa tiếp theo. Đấy, rồi sau đấy lại tiếp tục là mỏ tiếp. Đấy, cứ tiếp tục tuần tự để lúc nào nó kín được hết cái vòng này là được. Thì cái này do sản phẩm làm bằng nguội nhựa này, bằng nhựa chất lượng cao, nhưng mà trong quá trình nó đang còn mới nên nhiều khi nó còn vướng mắc một tí, thì quý bạn nên nhẹ tay vì để tránh gây ra trường hợp gãy mỏ cũng như là gãy cái tấm nhựa này của máy.
đó thì cái máy này nó thiết kế khoảng cách ở các thứ nó sẽ phải vừa, các mỏ với cái tấm nhựa này thì nó sẽ vừa vặn hết với nhau, nó có thể khoảng thay đổi khoảng cách được từ 13 này cho đến 28 phân đấy, có thể sử dụng để gieo đậu, gieo lạc. Rồi các bước cuối cùng thì chúng ta sẽ tiến hành lắp cái tấm này vào. Đấy. Chúng ta sẽ lắp tiếp cái này vào. Đấy, thì các bạn để ý này thì nó sẽ đồng đều hết tất cả các mỏ với nhau và các tấm nhựa với nhau. Đấy. Khoảng cách của trường hợp 9 mỏ này. Đây, 2, 4, 6, 8, 9 mỏ đây. Thì nó sẽ khoảng cách là 18,5 phân. Khoảng cách này là 18,5 phân. Đấy, thì sau này chúng ta sẽ tiến hành vặn các con ốc vào với nhau.